bán 80.000 đồng một củ khoai nướng, người phụ nữ nói do giá nhập cao. Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã lập biên bản xử lý đối với người bán hàng rong với hành vi lấn chiếm vỉa hè, đồng thời củng cố hồ sơ về hành vi thu giá quá cao. Liên quan sự việc cô gái bị người bán hàng rong hét giá 80.000 đồng cho một củ khoai nướng ở Hồ Gươm, tối mùng 2 tháng 12, Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tìm được người bán hàng. Người này là TTT, sinh năm 1985, quê Ninh Bình, thường trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Tại trụ sở công an, bà T khai nhận thường xuyên bán hàng rong tại vỉa hè quanh khu vực Hồ Gươm, mặt hàng chủ yếu là nước, ngô, khoai nướng. Người phụ nữ cũng thừa nhận sự việc thu 80.000 đồng cho một củ khoai nướng vào rạng sáng cùng ngày. Khi đó, nhóm khách ăn 4 củ khoai nướng, 10 quả trứng và 3 bắp ngô. Trong đó khoai được thu 80.000 đồng mỗi củ, trứng 20.000 đồng mỗi quả và ngô 20.000 đồng mỗi bắp. Tổng cộng hết 580.000 đồng. Bà T cũng cho biết sau khi nói giá, đôi bên không xảy ra xô xát hay tranh chấp mà nhóm khách đã chuyển tiền qua tài khoản rồi bỏ đi. Lý giải về mức giá trên, người phụ nữ bán hàng rong cho biết do giá nhập vào đã cao sẵn và phải nhập qua trung gian là một cửa hàng khác. Ví dụ như khoai nhập từ một lò bánh mì với mức giá 40.000 đồng một củ. Với vi phạm trên, bà T bị công an phường Hàng Bạc lập biên bản và xử lý về hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Mức phạt là 2-3 triệu đồng. Về hành vi chặt chém, thu giá cao, cảnh sát cho hay sẽ tiếp tục xác minh lời khai và củng cố hồ sơ trước khi đưa ra phương án xử lý. Trước đó, rạng sáng mùng 2 tháng 12, Nguyễn Thị Minh Hoàn, sinh năm 2002, cùng nhóm bạn ra khu vực bờ Hồ Gươm ăn đêm sau khi tan ca làm. Sau đó, họ vào một quán bán ngô, khoai nướng ở vỉa hè Hồ Gươm, thuộc phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lúc này, quán này có rất đông khách. Nhóm này sau đó ăn hết 4 củ khoai nướng, 10 quả trứng và 3 bắp ngô. Đến khi thanh toán, người phụ nữ bán hàng nói với tôi là hết 580.000 đồng. Trong đó khoai là 80.000 đồng mỗi củ, trứng 20.000 đồng mỗi quả và ngô 20.000 đồng mỗi bắp, khoản thông tin. Sau khi cô gái tỏ ra phản ứng với mức giá quá đắt thì người phụ nữ bán hàng nói nhập khoai vào giá đã đắt rồi. Do vào đêm muộn, nhóm của Hoàn đã phải chi trả số tiền trên. Tôi chưa bao giờ mua những món đồ trên với giá đắt như vậy, kể cả ở các khu du lịch lớn. Có thể họ lấy giá quá đắt chỉ vì chỗ ngồi ăn view hồ, cô nói. Chỉ huy công an phường Hàng Bạc cho hay trường hợp bán hàng rong thường lựa chọn khu vực giáp danh giữa các phường để hoạt động. Khi phát hiện lực lượng chức năng, đồ đạc của họ cơ động và rời đi rất nhanh sang phường khác. Thời gian tới, đơn vị này cho biết tiếp tục phối hợp cùng lực lượng chức năng tăng cường tuần tra và xử lý dứt điểm tình trạng trên.